Kính thưa toàn thể vị và nói tiếp chương trình, lời xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Chánh và Phạm Duy, ca khúc được mang tên Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Và với ca khúc này, xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của chị Thu. Và trên lưng nó ôi còn nguyên.